Xin chào các bác, xin chào anh em nhé Đang bóc hàng thì quay luôn Cũng như là thông báo Anh em anh em nào quan tâm thì Xem các bác nhé Hôm nay cửa hàng lại về được mấy em âm ly Hàng mạng, lọc nhạc hàng mạng Đấy. Hôm nay về thì hai con bảy 7 chín một con 7 sáu một con tinh đích V6X V6X cửa hàng có một con Đăng những ngày gần đây thì cũng đã bán ngày hôm nay Hôm nay về thêm một con nữa Đây trong cái hộp này các bác nhé Đây một con 7 sáu này đẹp xuất sắc nha. 7600 gram bán 4 triệu rưỡi, báo giá luôn. 7 7900 này bán rẻ 4 triệu nhá. 7900 kể cả xấu, kể cả đẹp vẫn bán 4 triệu. Xấu vẫn phải bán 4 triệu, đẹp vẫn bán 4 triệu. Đấy, anh em lưu ý nhé, Mức giá công bố là mức giá bán đấy. Kể cả con đẹp vẫn bán 4 triệu, xấu vẫn phải bán 4 triệu mới có lại, mới lãi được vài trăm với dòng 7 7900 này. Bởi vì để mức giá quá rẻ cho anh em bài 7 chín thì chơi hay vô cùng luôn Chơi những đôi bát 25 hay, hay vô cùng Lô hàng trước tuần trước thì cũng về một con còn cả ly lông như thế này Đấy, Ly lông là ly lông cửa hàng bên Nhật người ta bóc à, Người ta bọc bằng máy thì vẫn còn Đây con này còn Và một con này thì bọc lại Đấy, Con này bọc giấy ly lông bình thường Ly lông kiểu như này anh em nhé Tuần trước cũng về một con còn nguyên ly lông cửa hàng bên Nhật Đây, Con này cũng vậy này. Bởi vì tránh trường hợp là có bác mua được cái con thì nó đẹp kiểu này, con đẹp kiểu khác. Có con nó móp một tí thì lại bảo là sau con này nó móp. Vì kiểu gì cửa phải bán cái con này mức giá 4 triệu mới bán được. 4 triệu chỉ lãi 3 400 nghìn, đáng gì đâu. Mà. Giả sử ngày xưa bán con này tầm 5 triệu, 5 triệu rưỡi thì mới được đồng nào. Ở đây tiếp theo đây, anh em nữa ba con này vừa đặt lên đây. Là Piller i 7 các bác nhá, Piller i 7 tiếng rất hay. Dòng Y7 này 160W tiếng hay Đèn tia Còn con này thì cũng đèn tia Con này đèn tia dọc Con kia đèn tia nga Y7 này cửa hàng cũng bán cực rẻ Cho anh em 3 triệu rưỡi nhá Và đây ba con lọc nữa này anh em này ba con lọc à, về cả con âm đi 9800 kìa Kìa à, con này 9800 này Nói chung là chưa quay được chi tiết từng con thôi anh em ạ Quay khoe anh em thôi Đấy. Đây con lọc Victor C60 Nói chung là đều hàng tuyển chọn lên là độ đẹp thì đương nhiên rồi Nhưng mà độ đẹp của nó thì tất nhiên nó không đẹp móp chỗ này hoặc là xích hoặc xước chỗ kia Thì nó sẽ bị chỗ này, chỗ này, chỗ kia Chứ không phải là đẹp theo kiểu hàng mới tinh anh em lưu ý nhé Để tránh trường hợp mà anh em mua xong lại bảo là Nó móp hoặc là ấy tí thì mình đi mua hàng cũ mà Đấy. Một con lọc Victor là Sia 66 này. Sia 66 màu đen. Còn đây là con lọc Classic Pro của Mỹ nhá, Classic Pro. Ừ. Lọc Mỹ đấy. 1215. Còn đây là lọc Xe 60. Nếu con này nó, nó làm cao cao lên thì tiền lại khác ngay anh em ạ. Rất tiếc nó là làm mỏng lên là giá tiền nó sẽ rẻ hơn so với con này. Nó chỉ làm dày hơn một chút thì nó sẽ giá cao hơn bởi vì nó hình thức mà anh em. Nhưng mà tại sao họ làm mỏng Bởi vì họ đặt vào những sản phẩm mà kiểu nó tương tương ứng như vậy Hoặc là người ta cần cái sản phẩm mỏng Chứ không phải là Như về bán ở Việt Nam Thì những cái con giày tương đối này Thì nó sẽ có giá hơn còn không có chuyện là con này hay hơn con này Con này, con này hay hơn con này đâu anh em Do cái độ mỏng, độ dày không có chuyện là quyết định độ hay anh em nhé Bởi vì vỉ mạch của nó cũng chỉ như thế thôi Nó chỉ khác mỗi cái lắp bên trên nó che Cái khung vỏ Đấy. Đây chẳng hạn những con này mà nó làm dày lên thì nó sẽ giá khác ngay luôn. Đây như con 7600 này thì sẽ không khỏe bằng con 7900 này đâu. Nhưng mà lại đắt hơn khoảng 500 cửa hàng bán anh em nhé. Thì báo anh em vài câu như vậy nhé.